chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món thịt nướng mình sẽ ăn với lại bún thịt nướng chả giò. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng 5 pound thịt ba rọi họ đã sắc lát như thế này, mình mua ở Costco á. Để ướp 5 pound thịt ba rọi này thì mình sẽ cho đây vào cái tô này là 2 cup sữa tươi, 3 muỗng canh sữa đặc có đường, mình sử dụng hiệu nào cũng được. Một muỗng canh ớt màu, một muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu xay, hai muỗng canh đường nâu, tiếp theo đó thì mình sẽ cho vào đây là nửa cup sả băm, một muỗng canh hạt nêm gà, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 cup dầu hào. Một phần tư cup dầu mè. Và cuối cùng là 3 muỗng canh mật ong. Các phần gia vị đã xong thì mình sẽ quậy đều cho các gia vị được hòa tan với nhau. Khi mà mình quậy cái phần gia vị này á, thì mình ngửi được cái mùi tỏi và mùi sả rất là thơm. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần thịt ba rọi vào để mình ướp. Mình đảo đều cho cái phần thịt ba rọi của mình được thấm đều gia vị. Sau đó thì mình sẽ đậy giấy kiến lại và cất vào tủ lạnh. Và mình sẽ ướp cái tô thịt này trong tủ lạnh 2 ngày để cái phần thịt ba rọi nó sẽ thấm và nó mềm. Cái miếng thịt tới khi nướng nó sẽ ngon lắm. Và đây là cái tô thịt sau 2 ngày ướp. Cái phần thịt nó đã rút rất là nhiều cái phần gia vị và cái mùi sả và mùi tỏi rất là thơm luôn. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái lò chiên không dầu để mà mình nướng cái phần thịt này. Mình sẽ xếp từng miếng thịt ba rọi vào cái khay của lò chiên không dầu. Để cái phần thịt của mình nó chín đều và đẹp á, thì mình sẽ không cho nhiều thịt vào cái khay này một lúc. Sau khi mà mình sắp xếp thịt vào cái khay lò chiên không dầu rồi thì mình sẽ cho vào cái lò chiên không dầu và mình sẽ chiên ở nhiệt độ là 360 độ F trong vòng 15 phút. Tuy nhiên thì mỗi hiệu của cái hiệu của cái lò chiên không dầu á, nó sẽ khác nhau, cho nên mình các bạn cũng nên chú ý canh cái thời gian phù hợp với cái lò chiên của mình để tránh cái thịt của mình nó bị khét. Và đây là cái thịt của mình sau khi chiên ở trong cái lò chiên không dầu 15 phút. Thịt có cái màu vàng nâu rất là đẹp và có tí xíu cháy cạnh của cái những cái phần mỡ của thịt ba rọi rất là ngon. Và mình sẽ tiếp tục mình chiên hết cái số thịt còn lại
Và bên cạnh đó thì mình cũng tranh thủ thời gian mình chiên một ít chả giò để là ăn chung với món thịt nướng bún chả giò. Trong khung mô tả của video này thì mình có để cái đường link để làm món chả giò theo cách của mình, và cách luộc bún cũng như cách làm nước mắm để ăn với lại bún chả giò và thịt nướng. Và bây giờ thì mình đã có những cái nguyên liệu sẵn sàng, như là mình đã có bún đã luộc sẵn rồi, và có một tô xà lách to như thế này mình đã rửa sạch và để ráo. Cũng như là cái tô này mình đã có là rau thơm, dưa leo, ngò. Và mình cũng mới làm xong cái phần mỡ hành, thì mình chỉ cần sắc hành lá nhỏ lại, xong rồi mình cho dầu ăn vào và mình sẽ cho vào lò vi ba khoảng chừng 30 đến 45 giây. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái phần mỡ hành này và cho thêm một tí xíu muối và đường cho nó có gia vị. Và đây là cái phần cà rốt mình thái sợi và mình ngâm chua ngọt. Còn nước mắm thì mình sẽ pha theo cái công thức mình làm trong cái video làm chả giò. Bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái tô bún thịt nướng chả giò thiệt là ngon và hấp dẫn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cho mình một cái tô bún thịt nướng chả giò thiệt là ngon và hấp dẫn rồi. Khi ăn thì mình sẽ rưới lên trên mặt một ít nước mắm. Sau đó thì mình sẽ chỉ việc trộn đều lên và mình sẽ ăn. Mình sẽ gắp lên cùng lúc vừa rau và thịt, cũng như là cà rốt hay là đậu phộng á, mình ăn chung với nhau thì nó rất là ngon. Khi ăn thì các bạn có thể thêm thịt nướng hoặc thêm chả giò, tùy theo sở thích của các bạn. Khi ăn là mình cảm nhận được là những cái miếng thịt mình, mặc dù mình chiên, mình nướng trong cái lò chiên không dầu, nhưng mà những cái miếng thịt nó rất là thấm gia vị và rất là mềm nữa. Món ăn này rất là dễ ăn và rất là hấp dẫn. Trong những cái ngày hè mà nóng bức như thế này thì mình ăn một tô bún thịt nướng chả giò mà có rất là nhiều rau như thế này thì ăn sẽ giúp cho cơ thể mình nó sẽ mát mẻ hơn. Hy vọng rằng video này sẽ là một cái gợi ý hữu ích cho các bạn chuẩn bị những cái món ăn cho gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye!